Hai Sướng xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Giờ Hai Sướng đi ra mà vườn mình hái đậu rồng vô nè, không mình xào, với mình ra trước vườn với mình hái dưa leo nữa, và có đậu không, hái đậu luôn. Cái này mau lớn gì, cây chùm ruột của mình trái quá trời luôn. Đợt này trái nhiều. Đợt này là trái nhiều á, năm nay trái nhiều. Rồi, anh đi đâu cũng có cái con nó đi theo hết à. Ra vườn là có nó với con Mimi. Xỉu. Chùm kia chùm ruột mấy trái mà. Cái kia nó già ở trên. Này mình để ba cái phân, ba cái như ba cái mình bỏ củi và cái mục mục á, gơ mình thảy vô. Nó tốt. Chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Giờ mình ra vườn hái đậu với rau vô làm cơm ăn. Đậu que này mình trồng trước. Hả? Rồi anh hái mấy trái xong nha em nha. Hái cái ngoài. Mình hái đậu que này vô để xào với đậu rồng. Đậu que xào đậu rồng luôn. Như leo luôn kìa. Dạ. Xào hạp cẩm, có gì xào đó. Đậu que này ăn nó ngon, anh thấy hơn ăn đậu que hơn. Đậu que nhà chồng nên là nó hơi ớn một chút. Mà nhỏ nhỏ mình hái hết à. Thấy vậy chứ quay qua quay lại chưa có quay qua quay lại cái nó mau lắm. Vậy bữa ăn trước có ăn nhóc nè. Về nó bò ăn cao nó mới tốt nè. Cái này thì để mình ăn đi, ăn trước rồi cho mẹ bán. Anh, đổ giúp nữa nè. Nay nguyên cái vàng cải mình tốt, lá nó bự. Giờ mình hái dưa leo mau lớn quá. Ồ, trái nó phì phì lên luôn rồi. Mấy cái cà này của mình nó tốt rồi. Nha. Anh mới bẻ cái tàu lá chuối á. Nó che. Mà sao trái ra bị sâu chưa? Tại bị hết không. Sâu hay quá. Đó, dưa leo trái à. Dưa leo này nhà mình trồng nè, ăn ngọt lắm luôn á. Mau lớn ha. Được như bao bóng trái luôn. Đây nữa. Cái này hái luôn. Hái luôn không? Hái luôn á. Hái luôn đi. Để nó non non ăn ngon. Ừ, cái đó hái luôn đi. Đó, đang trái rồi đó. Đã. Như leo mau có ăn. Nhưng mà nó mau tàn. Đúng rồi, mau ăn thì nó mau tàn. Ừ, chứ nó hái đi. Nó bị đèo rồi. Còn mấy trái này để lại hai bữa nó ăn được nữa. Nhổ đám cải này ngon à. Mau phát. Ăn nấu canh thử cải này không? Cải này là không phải cải xanh nha. Ừ. Nhổ thử nha. Lượm mấy cây lượm mấy cây đẹp đẹp á. Nhổ thử cái cải này vô nấu canh. Lá nó khác ha. Cái khác này còn bự nữa. Đúng rồi. Lá nó có khí á, như căn cưa vậy. Nhưng mà hồi nhỏ thì nó dòm nó như cây cải xanh vậy. Ừ, đúng rồi. Mấy cây trong đây bị cây cà đó che nè. Thấy cà này không có trái, mình bỏ luôn, mà thấy có trái nè, có bông. Để lại đi. Trái này bị sâu chứ. Khúc ở ngoài đây nó chẳng nắng, tốt nó phát hơn nhiều. Cải này có nắng trồng mới được, mưa không trồng được. Ừ. Bữa mưa có đêm mà sáng lá cũng úng ha. Dạ.
Còn nữa hả? Ờ, cái ngoài dưới leo hả? Đây mình nhổ mấy cây này luôn. Mấy cây này nằm ở ngoài. Cái xanh gì ăn được ha, thấy nó bự quá nó đắng. Đây mình thu hoạch được xỉa rau luôn. Rau với leo đậu. Vậy bữa ra thu hoạch bầu kìa, bầu với bí, bầu, bí gợ, bí đao, bầu. Ngay cái trời này mình trồng đợt sau ở phía trước nè. Cái này tốt lên này. Ăn được hết nữa, cao hết trơn. Mình có ăn lẩu. Mấy gì đậu mình nay nó bò tốt rồi. Đây mình trồng cây sapo. Sapo có bông luôn. Không biết đậu trái không. Trồng đủ thứ loại cây luôn. Xỉa gao luôn. Rồi nó canh. Ủa mẹ coi hả? Là cải gì? Là cải không? Cái mùa này mình trồng cải tốt mẹ. Ừ. Nhìn thấy ham. Này cái mùa này nè. Chào chú anh chị các bạn nha. Hôm nay mình mua tôm này là mình xào với leo với đậu đồng. Có một cái nào xào chung vô luôn. Cá cơm này mình kho rồi ra hái xài vô bằng cá cơm kho lạc còn xoài cà chiên ba con cá nục này hồi cũng chiên luôn. Đây cái cà tím, cái là cà tím mà không có cà màu xanh. Sao biết đâu đổ luôn mẹ ơi, ổ đậu que luôn, đậu que luôn hả? Mới luôn, ổ đậu cũng mới hái luôn. Mới hái được nhiêu đó hả? Dạ, mới hái thêm. Nó qua bên đây rồi sao nó đu đu cây sung máu đó. Đu phái cây đó vậy? Hai con đu kêu. Như mình chim kêu. Cái mẹ cho. Ủa, cái gì vậy? Đâu chạm bà con chú nè. Gì vậy? Thôi. Rồi chào đi, con chào đi, chào bà con chú đi. Chào đi, chào đi, chào bà con chú. Chào chú. Chú. Con ăn bún. Bệnh nghe đi. Nó cũng mắc cỡ hả? Dạ, em chào mọi người kìa. Rồi cười nha. Mình ướp cá cho nó thấm hồn kho. Cho hành tím như hành gốc, ớt nhiều. Cho nước màu vô. Nước màu, nước mắm, hạt nêm. Cái cơm này hay bự không? Cơm này nó hay bự. Nêm nha. Mình kho lạc mình ra hết xài vô, bầm xài vô. Tí xíu đường cho. Ăn nữa không? Đi ăn đi chơi. Rồi bye bye nha. Rồi đi đi. Bà mẹ hút ai hả? Số bà Tư hả? Đi nào về ta? Nào con về. Chị bà mẹ rước thì con về. Mẹ không rước con ở với bà Tư luôn. Không rước đâu. Đi xíu về nha. Bye bye nha. Mấy trái đậu này còn non. Đậu mình mới hái là ăn ngọt lắm á. Đậu đậu que rồi đậu rồng. Cái đậu này là năm rồi. Cha cho chồng được con dây trái quá thành trái luôn á, dây hai dây thôi. Mấy dây chồng mấy dây, người ta có ăn đâu? Để nó già cứng khô. Rồi có chồng rồi tới đám cha rồi bỏ luôn, có đâu có lấy ăn đâu, khô.
ăn không nổi luôn. Cái này là nó xèo luôn. Sao mà dòm cái màu của nó xanh hơn của người ta trồng nha. Dạ yeah. Của người ta thấy cái màu nó xanh này. Nó trắng trắng luôn rồi. Dạ. Nó phải xôi vậy mình cho thơm vô với gừng. Gừng hành lá. Cái cải xanh đó, canh cải xanh này là để gừng vô nó ngon. Muối hạt nêm vô luôn. Tôm nó chín rồi mình để cải vô. Giờ tôm nó chín rồi thì mình cho cải vô. Cải xanh nấu canh tôm. Mà có ba tôm rồi. Cái kia nó dành ăn sống. Anh nói nó già chưa? Chúc em cắt thử nè. Chưa. Còn non. Anh thấy cái màu đậu của mình nó không có trắng người ta. Này là lụt cắm ngớt cũng nè. Cắm đi ớt mà không biết chân nữa. Thôi cá. Sau này dầm cho miếng nước vô. Cho hành vô. Giờ mình xào tôm với mực. Thịt tím với tỏi. Tỏi mình thôi mà cho tôm mực vô xào. Cho muối hạt nêm vô luôn. Mình nhào vô tí xíu đường. Cái này nó bị đỏ nha. Dưa leo đậu với đậu gồng thì mình trồng ở nhà không mà cũng có mua nó nhập trái để vô xào chung luôn. Đậu que với dưa leo chín rồi mình cho đậu gồng vô. Nó rộng thì nó sẽ xèo là nó sẽ được rồi. Cái dầu nó gì chính xác rồi nha. Cho thành thành vô luôn. Cái gồng mình nó xèo nó cũng vừa chín tới à. Cho tiêu vô nó tắt bếp. Rồi dầu mình nóng rồi thì mình cho cà vô chứ. Cái này thôi tao chắc phải leo thằng già quá. Mai tới không? Ngày hái trái xài rồi vô ăn với cá kho. Bằng á chừng gớt á. Nằm nó chẹo bên kia. Cái đó bị nứt rồi. Chụp nè. Hay quá. Ai,
chụp được thôi, nói em vậy. Phải không tới. Thấy không tới vậy. Rồi leo cây xài đi, leo xuống. Bị gì? Mẹ bị gì? Bị ho hả? Bị ho. Bị ho rồi có chích thuốc không? Có luôn hả? Còn lấy em, lấy em chích đi. À, lấy em chích đi. Cái nào? À, không chích đó. Chích dài luôn đó. Ôi, bác sĩ này ghê quá. Mình nói ho hả con? Bây giờ mình bào cái khai này để ngồi nữa ăn với cái ho. Không nha. Ổng. Ổng ổng. Ây da, ây da, ây da. Có thù. Có thù nè, con sát thủ lại đi. Cái này như ba gọi hay gì? Giỏi lắm rồi nha, phụ chú ba đó. Rồi, chú ba đây. Đền chuyên ba con cá cũng là xong. Thì mình múc cá kho ra ăn cơm. Nồi lòng nó non quá, để vô nó xèo xèo, nó teo quá trời. Mời chú ăn cơm nha, trời ơi. Rồi, mời cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Rồi, mình xin mời bà cô chú anh chị và các bạn quan cơm gia đình mình nha. Mời đi, con mời nó đi. Mời sao? Con mời sao, ăn đậu không? Rồi, bà Trung mời cô chú anh chị các bạn ăn cơm gia đình của bà Trung nha. Ăn thử ngon, ngon, ngon. Đậu mềm ngon lắm. Hả, hỏi hả? Trời ơi, hết đi. Hết đi nó không thèm đâu. Ăn đi, không ăn chứ ba. Lì á. Không ăn. Đây nhiều món không ta? 1 2 3 4 5 6 món luôn hả? 6 món. Đây mẹ rất nha. Xài chua nó mới ngon. Ừ. Ấm hết. Cá bằm xào là xài chua vậy mới ngon. Cái này là đậu dưa leo xào hải sản thôi, mực với tôm. Giống dưa leo, bông hồng nữa. Ừ, giỏi vậy. Mình được thứ ít hạt chung luôn. Ngọt hết sức ngọt. Miệng nó rửa. Rồi con múc ăn đi. Mát. Trời ơi, nữa. Mát. Nói lạnh quá. Rồi con múc bơm ầm đi. Ầm giỏi đi. Hai đút đâu cho bộ thôi. Từ từ mẹ xé ra cho cái thịt nè. Chú ba ăn xong rồi. Chú ba ăn trước, chú ba đi chơi nha. Con ở nhà ngủ nha. Chứ gì sao? Con đi mà. Đi đâu? Đi theo chú ba. Đi chú ba mà. Nghe chú ba làm chi? Ê chú ba làm chi nó ơi. Thôi để tự mẹ. Mẹ mẹ. Cay không? Ừ, cay lắm. Con ơi. Con ơi, mẹ biến vậy. Cà mềm ngon lắm á. Ăn thì con ăn đi. Mềm nó thơm nha. Ừ, không mất rồi nữa nè. Con ăn không? Con ăn nữa thôi. Cánh nước tư. Xé ăn miếng ăn đi. Múc vô miếng đi. Nè, mẹ xé con miếng nè. Bóc luôn. Bóc luôn. Bóc luôn. Đợi mẹ gấp lâu quá. Ừ. Ở đây đây mẹ mình. Đây mẹ mẹ khé nè. Đây mẹ khé nè. Rồi hả nấu nè. Chào chú. Nói giỡn quên. Chào chú đi phải không? Rồi chào chú nha. Tới chú này. Nhớ lại nè. Rồi con giỡn nằm chơi. Rồi chào chú đi đi. Rất sức thiệt chứ. Con giỡn nằm đi. Mày nhét vô. Giỡn nằm, nó đâu có thể khám em. Ăn nữa không? Mày chẳng chơi con. Chào chú rồi đi. Mày nói gì vậy? Chứ vậy. Mẹ. Con một bốn nữa đi rồi đi. Hả? Rồi đi. Nó bao nhiêu đó? Lại không mệt vậy.
Bé hò. Làm đúng cái bu. Làm đi gọi đầu cho hả? Làm đi gọi đầu cho. Con tôm xào rồi. Nồi lục tôm con ăn nha. Con tôm không? Con không? Con ăn nồi lục cho con ăn nè. Con ăn trước rồi em ăn sau. Giờ cho mình ăn canh. Canh cải này nấu để miếng gừng vô thơm ngon lắm. Chung nếu ăn canh không chung. Đây mình cái món để gừng, canh cải để gừng làm. Út hồi đó Út đi bộ đội vậy á. Út nấu hay Út chập gừng để vô hoặc sắt sợi sợi để vô. Là mẹ mới biết á. Ngon thơm. Ừ. Vậy là món nó tốt ha mẹ. Ừ, Út đi bộ đội về là Út nói ăn đi rồi khỏi là ăn vậy á.